Chào mừng các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Tiết hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học theo chủ đề thứ hai, đó là tìm hiểu về mỹ thuật thời Lê. Và ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về mỹ thuật thời Lê, thì tiết hôm nay chúng ta sẽ cụ thể hóa hơn bằng hình thức tìm hiểu các công trình kiến trúc cũng như là điêu khắc và chạm khắc trang trí tiêu biểu của thời Lê thông qua bài số 5. Đó là bài tìm hiểu một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê. Trước khi vào bài, cô yêu cầu các em chuẩn bị cho cô tập ghi bài, sách giáo khoa, bút đỏ hoặc là bút dạ và thước bút để chúng ta ghi bài. Những cái cô nhắc lại là phần ghi bài chúng ta sẽ tập trung vô ghi cái những cái sườn, ví dụ như là tựa bài, rồi mục 1 la mã, mục nhỏ, hai nhỏ, hai la mã. Chúng ta chỉ ghi những cái khung sườn bài thôi, còn nội dung thì chủ yếu chúng ta nghe giới thiệu và sau đó chúng ta sẽ tự gạch những ý chính trong sách để chúng ta nắm bài. Thì ở bài số 5 chúng ta có hai nội dung để chúng ta tìm hiểu, đó là hai loại hình nghệ thuật kiến trúc cũng như là nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc trang trí. Thì để biết được kiến trúc của thời Lê có công trình nào tiêu biểu thì chúng ta cùng tìm hiểu ở phần mục La Mã về kiến trúc. Tiêu biểu cho kiến trúc của nhà Lê chúng ta có chùa Keo. Thì ở trong sách giáo khoa cũng có những cái thông tin cũng như là giới thiệu sơ nét cho chúng ta về kiến trúc của chùa Keo. Thì đây cô có sưu tầm một số những cái hình ảnh về tổng thể của chùa Keo để cho các em quan sát. Và mé bên tay trái đó là hình ảnh của gác chuông chùa Keo. Đây là một trong những cái công trình kiến trúc bằng gỗ tiêu biểu, có cách lắp ráp kết cấu vừa chính xác cũng như là vừa đẹp về hình dáng. Và bên trong thì có tam quan nội và tam quan ngoại, thì dọc hai hành lang thì đều có những cái mái ngói dẫn đến tam quan nội và tam quan ngoại. Đây là một số những cái hình ảnh bên trong mà cô sưu tầm được của kiến trúc chùa Keo. Ở đây để cho các em thấy rõ về kiến trúc của gác chuông chùa Keo thì cô có sưu tầm một số những cái hình ảnh nổi bật, tiêu biểu nổi bật để chúng ta có thể tham khảo và xem được cái kiến trúc của chùa Keo, kiến trúc của gác chuông chùa Keo với nhiều góc độ khác nhau. Và ở phần kiến trúc chùa Keo thì cô sẽ thông qua đoạn video để giới thiệu cho chúng ta đôi nét về kiến trúc chùa cũng như là gác chuông của chùa Keo có nét gì đặc sắc. Cô mời các em cùng xem video. Văn hóa trên mảnh đất ấy tương truyền rằng một ngôi chùa
theo tôi chùa Phú Sư già chưa phải khẳng định được cái vị trí ở chỗ nào, thì căn cứ vào văn bia à về bia của như thế tiến sĩ Phạm Giảng thì khẳng định rằng này này chùa Keo gọi là chúng lệ, như vậy là nó quanh quẩn ở đâu phía tả đại sông Hồng. Cuộc chuyển cơ này không chỉ tạo nên sự biến động lớn về kinh tế xã hội của một vùng hạ lưu sông Hồng, mà còn là khởi nguồn cho sự hình thành hai ngôi cổ tự song sinh 400 năm trước. Để phân biệt, người dân hai vùng gọi chùa Keo Thái Bình là Keo Thượng, chùa Keo Thịnh Việt là Keo Hạ. Trong cuộc chuyện này, chúng tôi muốn gặp nét độc đáo của chùa Keo Thái Bình, ngôi chùa tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc đỉnh cao thế kỷ 17. Tòa Tam Bảo của như chùa Phật thì nó đã thành một trung công. Bên đây phải sau qua tòa Gia Roi, rồi bắt đầu từ cái tòa Chư Hương đối với đại như tòa Phục Quốc và tòa Thực Viện, nó lại thành một cái Chư Hương, trung chư công thứ hai. Nên đây là như này, nội nhị công, ngoại quốc, nó như thế chuẩn hơn. Nhìn vào tầm vóc và bề thế của chùa Keo Thái Bình, có thể thấy công sức của những người dựng chùa lớn đến mức nào. Hai tấm bia đá tại chùa hiện nay còn ghi rất rõ. Chùa Keo Thái Bình bắt đầu được xây dựng từ năm 1630 và được làm trong vòng 28 tháng. Chùa do Cường Trung Hầu Nguyễn Văn Trung vẽ kiểu theo phong cách kiến trúc thời Lê. Tấn Thọ Hầu Hoàng Nhân Dũng đứng ra đặt được và tấm xây chùa. Đi sâu vào kiến trúc chùa Keo phân ra thành nhiều lớp đơn và kép, có sự giãn cách khác nhau. Thông thường các ngôi chùa Việt có một tam quan, nhưng chùa Keo Thái Bình lại có hai tam quan. Điều này chỉ bắt gặp ở những ngôi chùa mang tính chất tiền Phật hậu thánh hoặc tiền Phật hậu thần. Lớp cổng đầu tiên, tam quan ngoại hay còn gọi là Ni Môn Đền, được nâng lên thành một ngôi nhà hoàn chỉnh với ba gian hai trái, không có cửa, không có tường. Còn tam quan nội được thiết kế ba gian như một tòa nhà có cửa, có trái mà không có nóc nhà. Cấu trúc cả trước lẫn sau chỉ có một hàng cột, nhìn phía nào cũng vẫn chỉ thấy cửa và hiên, thể hiện thuyết sắc sắc không không của đạo Phật. Sau này vua Lê Thần Tông cũng là thần pháp bảo. Đặc biệt, bộ cánh cửa ra giữa tam quan nội khi đóng lại tạo thành một tác phẩm khắc gỗ độc đáo. Bức tượng khắc họa những long mẫu tử trong
và xét chùa Keo Thành Thiện và chùa Keo Thái Bình. Xét về mặt lịch sử, kiến trúc và phong cách thờ tự, hai ngôi của tượng tên Keo này có nhiều nét tương đồng mà nhiều người ví von là cao sơn sinh. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ vẫn có thể nhận ra những nét khác biệt giữa hai ngôi chùa, mà điểm khác rõ nhất là gác chuông. Nếu như chùa Keo Thành Thiện gác chuông được đặt ở phía trước có chức năng tương tự như tam quan nội, thì ở chùa Keo Thái Bình gác chuông lại là nơi kết thúc của công trình. Việc đưa gác chuông vào cuối của quần thể dường như có một sự hóa quy luật nào đó trong bố cục kiến trúc của chùa. Gác chuông chùa Keo Thái Bình chú trọng về hệ thống khung chỉ diện mái, các đầu đao với hàng trăm khắc họa tiết tinh vi sắc sảo, thì gác chuông chùa Keo Thành Thiện hệ thống trang trí trên vi kèo lại được quan tâm nhiều hơn. Thêm vào đó, gác chuông chùa Keo Thành Thiện theo kiểu hai tầng tám mái như hầu hết các ngôi chùa được xây dựng lúc bấy giờ. Còn gác chuông chùa Keo Thái Bình tầng dưới hai mái như một bông sen khổng lồ, nên nhìn về thế và phức tạp hơn, đạt được hiệu quả thẩm mỹ cao. Cho nên là trong công tác bảo tồn và giữ gìn cái di tích này ấy, thì chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra. Khi nó có những cái xuống cấp, nó có cái hỏng thì chúng ta kiện các cái quy trình trong cái việc tu bổ, chúng ta sửa chữa lại, đảm bảo giữ nguyên hiện trạng và để chống xuống cấp. Chúng ta đều thấy là cái công trình của chúng ta hiện nay là gần 400 năm rồi, nhưng mà những cái nét kiến trúc và tất cả những cái vấn đề mà kết cấu của công trình, kể cả nắp chuông bằng gỗ như thế, nó vẫn còn như là hiện tại. Chùa Keo Thái Bình là một bảo tàng nghệ thuật của thế kỷ 17. Có thể tìm thấy ở đó tư duy về xây dựng, kiến trúc, nghệ thuật, thẩm mỹ tiêu biểu. Qua di tích chùa Keo và những hiện vật còn lưu giữ, chúng ta có thể hiểu thông điệp mà người xưa gửi gắm đến thế hệ hôm nay và mai sau. Đó là sự nhắn nhủ của cha ông về nghệ thuật kiến trúc tạo hình, là vẻ đẹp tâm linh Phật giáo trong dòng chảy văn hóa của dân tộc. Trải qua gần 400 năm, chùa vẫn giữ nguyên kiến trúc độc đáo của mình. Với những giá trị đó, năm 2012, chùa Keo Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương của Truyền hình Nhân dân. Qua phần mà chúng ta thấy video giới thiệu về kiến trúc chùa Keo cũng như là gác chuông chùa Keo, thì cô cũng muốn các em kết hợp đọc sách giáo khoa, xem hình ảnh để tự mình nêu lên một số nét về kiến trúc chùa Keo. Phần này thì các em sẽ tự gạch những ý chính vào trong sách giáo khoa. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần hai la mã điêu khắc và chạm khắc trang trí. Thì tiêu biểu cho điêu khắc của thời Lê, chúng ta có tượng Phật Bào Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, và đây là một số những cái hình ảnh mà cô sưu tầm được về những cái góc độ chụp của tượng Phật Bào Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Chúng ta cùng quan sát. Đây là tượng Phật Bà Quan Âm được tạc vào năm 1656
ở chùa Bút Tháp, Bắc Ninh. Ở đây được xem như là một trong những pho tượng đẹp nhất về tượng Quan Âm cổ của Việt Nam. Và tượng là do một người có tên là Tiên Sinh họ Trương đã tạc nên cái bức tượng này. Và tượng có Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, còn gọi là Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Và đây là pho tượng được tạc bằng gỗ và phủ sơn, thể hiện vị Phật Bà nghìn mắt nghìn tay ngự trên một tòa sen. Và bây giờ chúng ta cùng xem video. Sơn, kinh kỳ 15. Đồng thời Lê Sơn có sự thay đổi lớn so với đồng thời kỳ trước đó.
Ở thời kỳ đầu nhà Lê Sơ thì vẫn còn thẳng thắt có hình dáng của rồng nhà Lý. Những điểm giống rồng nhà Lý đó là còn có mào lửa, cặp sừng ngắn, lưỡi thè ra đỡ bên cọc, chân có 3 đến 4 móng, có nhiều đao lửa bay từ chân lên. Rồng nhà Lê Sơ cũng ảnh hưởng bởi hình ảnh rồng nguyên ngựa thời Trần. Nhưng càng về sau, hình ảnh rồng của nhà Lê Sơ bị ảnh hưởng nhiều bởi hình ảnh rồng của Trung Quốc. Điển hình là rồng nhà Lê Sơ không còn có mào lửa, mặt có nét dữ dằn, mũi cao, bè, tròn to. Rồng nhà Lê Sơ không nhất thiết là một con vật mình dài uốn lượn đều đặn nữa, mà ở trong nhiều tư thế khác nhau. Con rồng có đầu to hơn, bờm lớn ngược ra sau, mào thay bằng chiếc mũi to. Nét trên của miệng rồng vẫn kéo dài, nhưng lại được vuốt gần như thẳng ra. Bao quanh có một hàng vải răng cưa, kết lại tựa như hình chiếc lá. Bờm rồng nhà Lê Sơ được chia làm hai nhánh chạy ngang sang hai bên. Lại có mắt lồi, miệng rộng, tai trâu dẹp ở phía dưới của sừng, chân có 5 móng xẻ rộng. Một tay rồng cầm lấy râu, các hình xoắn được trang trí bên thân rồng, kết hợp với mây đao lửa. Hình tượng rồng thời Lê Sơ mang vẻ trang nghiêm, đôi bờm và sừng lửa cao dũng mãnh. Phần giới thiệu về hình tượng con rồng trên bia đá ở thời Lê thì chúng ta cũng nắm được phần nào về đặc điểm của con rồng thời Lê khác với lại thời Lý và thời Trần. Thì thời Lê, hình tượng con rồng được thể hiện nhiều trên bia đá, chủ yếu chạm khắc nổi, trang trí hình rồng bên cạnh những họa tiết như là sóng, nước, hoa lá, và thường thì được tạc trên những cái bia của bia đá của các vua, hoàng hậu và công thần, hoặc là trên văn miếu, đình chùa, và bia nhà thờ vua, hoàng hậu và những cái công thần thời Lê thì đều có kích thước vào loại lớn và thường là chạm nổi hình rồng để trang trí. Thì nhìn chung hình rồng trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam đến nửa đầu thời Lê vẫn là hình rồng có đặc điểm rất riêng. Còn ở nửa sau thời Lê thì hình rồng có dáng vẻ mạnh mẽ, gần như trở thành những hình mẫu chủ yếu của nghệ thuật thời Lê. Và nó mang song những với bàn tay của các nghệ nhân thì hình ảnh rồng đã được Việt hóa cho phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc. Đó là hình tượng của con rồng trên bia đá. Thì qua phần video giới thiệu về đặc điểm rồng kết hợp với việc đọc sách giáo khoa, xem hình ảnh thì các em cũng gạch dưới những ý chính để miêu tả một số đặc điểm của hình rồng trong chạm khắc trang trí thời Lê, để chúng ta nắm được bài ngày hôm nay. Và đây cô cũng sưu tầm thêm một số những cái bia đá được chạm khắc hình rồng để cho các em tham khảo. Đây là bản dập trán bia Vĩnh Lăng, chúng ta cũng thấy có hình tượng con rồng được chạm khắc. Hoặc là rồng ổ trán bia Vĩnh Lăng. Đây. Và hình rồng ở trên bia Vĩnh Lăng được phóng to để chúng ta nhìn rõ hơn. Đó là đôi nét về hình tượng con rồng trên bia đá. Về phần hướng dẫn về nhà, cô yêu cầu các bạn hoàn thành cái bài ghi vào trong tập. Cô nhắc lại một lần nữa là chúng ta chỉ ghi các mục 1 la mã, 1 nhỏ, 2 nhỏ và 2 la mã phần tựa bài. Còn lại thì chúng ta đã gặp những ý chính và sách giáo khoa để chúng ta nắm bài.
về phần chuẩn bị cho tiết sau thì cô yêu cầu các bạn chuẩn xem trước cho cô bài đề tài ngày nhà giáo Việt Nam và đề tài gia đình. Đây là hai cái đề tài mà gần gũi với lại các em, nên là các em cũng xem trước để chúng ta tìm ra, chọn cho mình một cái nội dung đề tài gia đình hoặc là đề tài ngày nhà giáo để chúng ta vẽ. Và dụng cụ chuẩn bị vẫn là tập ghi bài, sách giáo khoa, giấy vẽ A4 nếu có và bút chì, gom, vân vân. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em vào tiết sau.